Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của DK Amber Beauty. Và ngày hôm nay thì mình lại được ngồi đây để nói chuyện với một khách hàng, đồng thời cũng là một TikToker rất là xinh đẹp và trẻ trung. Mình xin giới thiệu mọi người, đây là TikToker Tông Sinh nhá. Tông có thể gửi lời chào đến mọi người được không? Xin chào mọi người. Gì nữa? Em là TikToker Tông Sinh ạ. Ok. Tông tên thật là gì nhỉ? Em tên là Tâm. Tâm, thế thì chị cứ gọi em là Tâm nhá. Vâng. Ok. Tâm ơi, ngày hôm nay thì Tâm đã được đến DK để làm dịch vụ lông mày đúng không? Vâng ạ. Và trước khi để trò chuyện về vấn đề làm lông mày thì chị cũng đã có nhìn thấy TikTok của em và biết em là một TikTok chuyên về mảng make up này, về mảng beauty này. Và trong cái video clip của em up lên ấy, thấy rất là nhiều những clip liên quan đến make up, về làm đẹp. Và trong những clip đấy thì mọi người đều khen em là rất là giống Jennie Blackpink đúng không? Vâng. Và thực sự hôm nay gặp em thì chị cũng thấy giống thật. Và cái sự trẻ trung và xinh đẹp của em thì không phải bàn rồi. Nhưng mà ngoài ra thì cơ duyên nào dẫn em đến với việc là trở thành một TikToker? Em thì đam mê làm đẹp và muốn chia sẻ với mọi người những cái tips, những cái mà mọi người muốn để làm cho bản thân mình đẹp và tự tin hơn. Ok, thế em có học ở đâu không hay là... Em thì hiện tại chưa học ở đâu. Chưa học ở đâu nhưng mà make rất là đẹp và chứng tỏ là các bạn nhà trẻ bây giờ rất là sáng tạo và dường như là các bạn có một cái năng khiếu sẵn rồi. Cũng giống như là nghề công việc của chị thôi cũng đòi hỏi là cần phải có một cái gu thẩm mỹ và phải có một cái năng khiếu nhất định thì mới có thể là đi được cùng với nghề và theo được với nghề. Đôi lúc nghề nó là nghề chọn người, cơ duyên ấy em. Và trong những cái clip mà em đăng tải ấy, thì chắc chắn là về làm đẹp thì nó sẽ liên quan đến công việc của chị. Cho nên là ngày hôm nay thì chị em mình mới gặp nhau. Thì trước khi mà đến đây làm đẹp thì em có biết gì về DK không? Biết gì về chị hay DK không? Em có biết là thường xuyên là em cũng hay tìm hiểu là làm cách làm mày này hay là làm mày ở đâu. Thì em có xem được là chị Quan Minh Vương thì có làm mày rất là nổi tiếng. Thế là em sẽ quyết định là đến đây làm mày để xem là có đúng là giống như là trên mạng không. Ok. Thật ra là thời gian mà chị làm công việc này cũng gần chục năm rồi. Thì mọi người cũng biết đến cái công việc của mình và cho nên là cũng khá nhiều người hỏi chị rằng là đây làm công việc này lâu như thế thì có chán không, rồi là làm nhiều thì có mệt không, vân vân. Thì chị cảm thấy là khi đã làm công việc mình thích thì chị không thấy mệt mỏi gì cả. Và rất là cảm ơn em vì hôm nay đã chọn chị và chọn DK để trao gửi cái khuôn mặt xinh đẹp như thế này. Và cái tình trạng lông mày trước đấy của em như thế nào để khiến em có một quyết định là em sẽ đi làm lông mày? Em thấy lông mày của em hơi nhạt, với cả nó sẽ không có phần đuôi. Cho nên em muốn làm khi mà mình make up thì có thể kẻ thêm để đậm hơn, hoặc là khi để mặt mộc, hoặc là em có những cái video về skin care thì mọi người sẽ thấy là không bị thiếu lông mày. Tại vì thường là trước em bị mọi người chê là kẻ lông mày xấu quá. Thế là em sẽ quyết định đi làm lông mày để mọi người không chê cái dáng lông mày mà em kẻ nữa. Ok, kẻ lông mày là một vấn đề khá khó với rất nhiều chị em ấy. Không chỉ riêng mỗi các bạn biết make up một chút đâu, nhưng mà kể cả những cái chuyên gia make up chuyên nghiệp thì việc mà kẻ một cặp lông mày đẹp thì nó cũng khá là tốn thời gian. Và thêm một điều nữa là lúc nào mà mình vui thì không sao, lúc nào mà mình không vui hoặc là mình quạo quạo, mình khó chịu thì kẻ lông mày thường xuyên là nó sẽ vẹo xấu. Vọ rồi, trong hôm thì một kiểu, hôm nay thì một kiểu. Đúng không? Đương nhiên thì là make up nó cũng có cái hay của make up và phun xăm nó cũng có cái hay của phun xăm. Nhưng mà hiện giờ phun xăm hiện đại thì người ta sẽ làm rất là tự nhiên, để sau đấy khi nào mà em không trang điểm thì nó vẫn đẹp tự nhiên, nhưng mà lúc mà em cần make up thì nó vẫn đủ để em có thể make up cho nó dễ. Và thêm một điều nữa là nó cũng rất dễ thay đổi khi mà em muốn thay đổi một điều gì đó. Bây giờ em có thể hút mực đi hoặc là làm những cái dáng mới, chứ không phải như ngày xưa là mình chỉ có làm như thế thôi, đúng không? Và hình như em đã từng làm lông mày rồi đúng không? Vâng, chưa em có làm, nhưng mà hồi đó thì em chưa theo phong cách này, nghĩa là lâu lắm rồi. Cho nên là nó sẽ hơi xấu một chút, là nhìn bị bánh bèo. Bánh bèo. Bây giờ em đổi phong cách em không thích nữa. Ok. Lúc nãy thì chị có nhìn qua thì chị có nhìn thấy cái dáng cũ của em là nó bị ngang đúng không? Vâng. Kiểu phong cách ngày xưa là cứ nghĩ rằng là cứ làm thật ngang thì nó sẽ hiền hoặc là nó sẽ kiểu đỡ dữ. Nhưng mà đến bây giờ thì mọi người đều hướng đến cái việc là làm sao phải hợp mặt thì nó mới tôn được cái nét của mình lên. Chứ ngày xưa cứ quan điểm cách đây 4-5 năm là cứ auto 10 người thì cả 10 người đều ngang. Kiểu đấy là mốt. Nhưng bây giờ mọi người sẽ không làm theo mốt nữa. Và bản thân chị cũng luôn luôn tư vấn cho khách hàng là
nên làm cái gì và hợp với khuôn mặt mình thì nó sẽ là đẹp nhất. Và chị luôn luôn là nhìn theo là phong cách của Tâm như thế nào này, rồi là khuôn mặt của em ra sao, rồi cái dáng lông mày thật, cái lông mọc thật của em như thế nào, để từ đó mình dựa vào đó thì mình sẽ thiết kế một cái dáng lông mày làm sao mà hài hòa nhất cho khách hàng. Và lúc mà chị tư vấn cho Tâm thì có lẽ chị em mình cũng khá hợp nhau, khá hiểu nhau nhỉ, cho nên là tư vấn rất là nhanh, chỉ vài phút thôi. Thì bạn Tâm ý, bạn ý đã đồng ý cho mình là à ok, chị tư vấn như thế thì em sẽ làm như thế. Và lúc mà chị tư vấn cho em ấy thì em có cảm thấy lo lắng không, có sợ xấu không hay sợ hỏng hay gì không? Không, tại vì em có hỏi thì mọi người bảo là không phải lo, tại vì chị sẽ căn theo cái khung xương với cả theo phong cách. Nên em nghĩ là nếu như mà chị đã biết được cái phong cách của em như nào thì chắc chắn là nó sẽ hợp với cả mặt của em. Ok em. Lúc mà mình tư vấn cho Tâm thì mình khuyên Tâm là mình nên thay đổi lại dáng lông mày dáng cũ, thì bạn mình ngang quá nó khiến cho cái mặt của bạn Tâm đã khá tròn. Mình càng làm ngang thì mặt sẽ càng to ngang và nó cảm giác như là nó bị béo hơn ấy. Nhưng mà mình thay đổi lại, mình sẽ làm một cái dáng cong hơi sexy một chút, hơi quyến rũ một chút và đẩy cái đỉnh lên. Nó vẫn đảm bảo được cái việc trẻ trung này, thứ hai là vẫn giữ được cái lông thật, và thứ ba là sẽ khiến khuôn mặt của Tâm trở nên thon gọn và nhìn sắc sảo hơn, nhìn trông tây hơn, quyến rũ hơn. Và sau khoảng một tiếng thì đến bây giờ Tâm đã có một cặp lông mày mới rồi. Và trong quá trình làm lông mày thì so sánh giữa lần trước và lần này, rồi là so sánh giữa cái việc là từ lúc vẽ xong cho đến lúc mà em hoàn thiện một cặp lông mày, thì Tâm cảm giác của em lúc đấy như thế nào, em có so sánh gì không? So với lần trước thì lần đầu mà làm thì em sợ, tại vì sợ đau. Với cả hồi đấy cũng lâu rồi nên là chắc là công nghệ nó cũng không cao như bây giờ. Bây giờ sẽ đỡ hơn, hôm nay em làm thì không đau, rất là thoải mái. Làm xong thì thấy đẹp là thích rồi. Ok em. Dáng rồi sợi thì em thấy như thế nào? Có hợp với em không? Hợp, em thích cái kiểu như này. Thích okay. Mỏng mà không bị to quá. Ok em. Và chắc mọi người cũng đã nhìn thấy sự thay đổi của Tâm từ lúc trước khi làm lông mày và bây giờ sau khi làm lông mày xong. Và sau khi mà lông mày bong ra thì nó sẽ còn mềm mại và tự nhiên nữa. Lần sau thì mình có thể điều chỉnh thêm để em muốn là đậm hơn hoặc là to hơn, dài hơn. Đại loại em có thể thêm, nó rất là đơn giản. Cho nên là cái công nghệ này thì nó rất là tự nhiên. Tại vì nó là sợi mà mình có thể bổ sung thêm bất kỳ lúc nào mình muốn. Màu sắc cũng có thể điều chỉnh thêm theo cái sở thích của em. Và khi mà làm lông mày thì cái việc mà thiết kế dáng này, rồi cái việc là xử lý làm sao cho nó mềm mại, phù hợp với cả từng khách hàng ấy, đấy là một điều rất là quan trọng và đòi hỏi chuyên gia có một cái tay nghề này, một gu thẩm mỹ và cũng phải có kinh nghiệm để xử lý trên từng da của khách hàng nữa. Về mỗi da nó sẽ có một cái vấn đề khác nhau Tâm ạ. Cho nên là khi mà làm chị luôn luôn cố gắng làm xử lý làm sao nó thật hài hòa. Và sau khi mà đã có một cặp lông này đẹp như này rồi, chị nghĩ là cảm xúc của Tâm sẽ vui đúng không? Vâng, vui. Vui mọi người không nói em mà kể lông mày xấu nữa. Ok, và cái vấn đề đẹp hay không đẹp thì chắc là để cho mọi người đánh giá thêm. Chị không dám chắc là tất cả 10 người nhìn cặp lông mày của Tâm đều khen cả 10, nhưng mà chắc chắn là tỷ số đông sẽ nhìn thấy là nó khá hài hòa với em. Vì chị tính nghĩ rằng là cái gu thẩm mỹ của chị nó cũng sẽ khá phù hợp với cả mọi người. Và Tâm ơi, thế thì chị hỏi thêm em một vài câu liên quan đến công việc của em nhé. Công việc của em là liên quan đến make up, liên quan đến beauty. Vậy thì em thấy là cái khó khăn của nó là gì? Và cái điều mà em yêu thích ở những công việc đấy là gì? Thế cho em nói em yêu thích trước đi. Em yêu thích tại vì nó là một công việc tự do. So với cả lần trước thì học đại học thì em học ngành sư phạm văn. Thế mọi người nghe cũng không tin. Mới nghe là tại sao đang làm định làm cô giáo mà lại chuyển sang làm này. Thì em thấy là làm cái này nó tự do hơn, không bị gò bó. Mặc dù là em vẫn thích cô giáo. Nhưng mà đấy, cái này là nó đúng với cả đam mê, với cả em thấy làm việc 24/24 em không bị mệt. Đấy, nó đúng đam mê giống như của chị ấy, là chị có thể làm cho khách kể cả từ sáng đến tối chị cũng không thấy mệt luôn. Đúng rồi. Đấy, thì nó có nhiều nguồn cảm hứng, mình đi chỗ này chỗ kia. Còn về khó khăn thì tại vì em thấy thích, em cũng không thấy nhiều khó khăn lắm. Khó khăn chắc là chỉ là mình phải trau dồi thêm nhiều kiến thức thôi. Thì mình sẽ phải càng ngày đọc thêm nhiều thông tin hoặc là học thêm để không bị đi chậm hơn so với các bạn. Tại vì bây giờ Gen Z các bạn rất là học nhanh. Đấy. Tức là cái sự cạnh tranh ở trong cái nghề của các em ấy, đấy là luôn luôn phải sáng tạo, luôn luôn phải thay đổi mình đúng không? Luôn luôn làm mới. Luôn luôn làm mới mình. Ok. Trong cái công việc của chị thì cái việc làm mới thì nó cũng quan trọng.
tức là luôn luôn phải đầu tư, luôn luôn phải update những công nghệ mới cho khách hàng này, rồi đầu tư cả về những cái vấn đề về chăm sóc, hoặc là đầu tư cả thêm với những về marketing. Ví dụ như là cái việc đang ngồi đây với em, đang chia sẻ với mọi người cũng là một cái hình thức là truyền tải những cái sản phẩm đẹp đến với mọi người, để cho mọi người hiểu hơn về công việc của chị, hiểu hơn về công việc của em. Và từ đó là chúng ta có thể có thêm nhiều những khách hàng người ta yêu thích công việc của chị em mình thì sẽ book chị em mình, đúng không? Đến đây làm lông mày này, hoặc có thể là mời em đến để trải nghiệm dịch vụ làm đẹp vân vân. Và khó khăn hay là yêu thích hay thử thách gì đi chăng nữa thì quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn cố gắng để theo đuổi cái công việc của mình. Và đến giờ phút này thì công việc của chị cũng theo đuổi là được gần chục năm rồi, em thì mới được 1-2 năm, đúng không? Và chắc chắn nó sẽ có rất nhiều những cái bước tiến mới, và hy vọng là trong một thời gian không xa, khi gặp lại Tâm trong thời gian tới, thì chị em mình có thể kết hợp được thêm nhiều những cái công việc mới này, và sẽ chứng kiến em thành công hơn mỗi ngày. Vài năm nữa chị em mình gặp lại nhau, thấy Tâm là trở thành một star rất là lớn trên TikTok, đúng không? Tâm ơi, em cho chị hỏi thêm một chút xíu là có những cái quan điểm là các bạn nghĩ rằng là đã học make up, hoặc đã thích make up, hoặc đã làm make up thì sẽ không thích làm vuông xăm, thì theo em cái quan điểm đấy nó có đúng với em không? Đấy là ý kiến riêng của em, thì là em thấy nó không đúng lắm. Tại vì mỗi một cái ngành nghề nó đều có một cái đặc điểm khác nhau. Là các bạn thích make up, các bạn có thể tự make up được, nhưng mà khi mà các bạn tẩy đi rồi thì cái mặt mộc có thể là các bạn không tự tin. Cho nên là mình mới phải tìm đến phun xăm. Còn những ai mà tự tin rồi thì em sẽ không nói đến. Còn ví dụ như là khi là trang điểm thì nó có thể làm được rất là nhiều, nhưng mà sẽ khác với phun xăm. Phun xăm nó sẽ có thể đi theo mình mấy năm, nhưng mà trang điểm thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Khi mà mình phun xăm thì mình sẽ bớt đi được cái phần lông mày. Mà đối với em thì cái phần lông mày là hôm nào cũng phải gần nửa tiếng mới xong, nên em nghĩ là đi phun xăm là cái quyết định đúng đắn. Em tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Ok em. Thì chị rất đồng ý với quan điểm của em, bởi vì bản thân ấy, chị làm công việc này và chị cũng đã làm cho rất nhiều bạn làm make up rồi. Và các bạn ấy cũng nói rằng là thật ra là đến đây làm ấy chỉ mong muốn là làm tự nhiên thôi, tức là tự nhiên ở đây tức là không phải là mình thay thế luôn trang điểm, mà mình sẽ sử dụng nó trong những cái dịp hàng ngày mình không cần make up đậm, thì mình có thể là chỉ sương sương qua chút mascara lên lông mày thôi là mình có thể ra đường rồi. Nhưng mà với trường hợp các bạn đi lồng lộn, các bạn muốn đi dự tiệc, hoặc các bạn muốn làm những cái layout lồng lộn, thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi. Tại vì các em biết là kem che khuyết điểm là nó dùng trong dịp gì, đúng không ạ? Kiểu môi này, hoặc là lông mày, hoặc là các em có thể biến hóa hóa trang từ người này trở thành một người hoàn toàn khác nhờ những cái kiến thức về make up. Cho nên cái việc mà thay đổi dáng lông mày đối với make up thì nó quá là đơn giản. Kể cả khi các em đã phun xăm rồi, các em vẫn hoàn toàn có thể thay đổi khi mà các em làm make up được. Cho nên điều đấy thì quan trọng nhất là cái nhu cầu và cái tình trạng của mỗi người thôi. Ví dụ những cái người nào người ta có nhiều lông rồi thì chị không bàn, nhưng những bạn ít lông ấy thì thật sự cái việc mà kẻ vẽ 15, 20 phút, 30 phút thì rất là mất thời gian. Cho nên là tùy theo cái sở thích, cái nhu cầu và cái tình trạng của mỗi khách hàng thì các bạn có thể quyết định cái việc là mình phun xăm hay không, mình phun xăm dưới dạng là tự nhiên hay là mình phun xăm dưới dạng là hơi đậm một chút hay như thế nào đó, thì đấy là tùy vào nhu cầu và sở thích của từng bạn thôi. Và các bạn make up thì cũng đừng lo lắng nhé, bởi vì bây giờ công nghệ nó rất là tự nhiên. Chỉ lần làm sao nó sương sương thì mình vẫn có thể trang điểm thoải mái, thay đổi những layout thoải mái luôn. Cho nên là ok đúng không em? Miễn sao là mình cảm thấy phù hợp là được. Đến ngày hôm nay thì sau buổi trò chuyện cũng khá là thú vị, thì chị cũng xin cảm ơn Tâm vì đã yêu quý chị này, yêu quý DK và đến đây để trải nghiệm dịch vụ của DK nhá. Và hy vọng rằng là với một cặp lông mày đẹp, hoặc là với sắp tới có thể là em sẽ thích là làm thêm môi này, hoặc phun thêm một xíu xíu mí này, và làm thêm da, hoặc làm thêm những dịch vụ khác của DK, thì em cũng sẽ luôn luôn ý và hài lòng. Và em có sẵn sàng giới thiệu bạn bè cho bọn chị không nhỉ? Có chứ ạ. Đúng rồi, bởi vì là cái điều mong muốn nhất của một người mà làm về dịch vụ đấy là luôn luôn làm cho khách hàng hài lòng, và mong muốn bạn bè của họ cũng sẽ được hài lòng giống như khách hàng của mình. Và mong rằng là mọi người sẽ luôn luôn yêu quý ủng hộ cả Tâm này và cả DK lẫn Cún nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và chúc mọi người sẽ luôn luôn thành công. Chúc em luôn luôn xinh đẹp nhá. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Bye bye.